Xin mời chào toàn các bác. Hôm nay ngày 16 tháng 6 tiếp tục gửi đến các bác những con Omni các bác nha. Hôm nay là toàn hàng gấu đẹp keng. Và mã số đầu tiên của hôm nay đến từ thương hiệu Yamaha, model AX380. Mặt phay nhôm màu vàng xám nung chuột tuyệt vời. Dòng đời xì tê nha các bác ơi, đẹp tuyệt vời nhá. Đó, chưa bao giờ đẹp những lần cũng như năm này. Xì tê thì em này chỉ có công suất chỉ 120W thôi, nhưng mà có thể đánh đôi loa 20-25 rất là nhẹ nhàng các nha, có thể đánh loa 30 bình thường. Leng keng. Đó, tất cả hôm nay là hàng toàn hàng đẹp thôi. Em mới về lô mới ạ. Đó, 120W đây, nhìn đít rất là đẹp, như là hàng đấu mạng luôn đấy ạ. Đó, chở kháng của em nó đánh từ 6 đến 16 ohm, có thể là ghép vào loa 25-30 có thể hát karaoke được nha. Và đến cái mã số này thì còn quá đẹp đi. Hôm nào hầu như đẹp hết ạ. Đùi gan này. Đó, các bác coi này. Sắc sảo, phải nói là sắc sảo luôn đấy ạ. Đó. Đây các nha. Chi tiết quay phải là rõ hết cỡ có thể, ánh sáng hết cỡ có thể cho các bác chiêm ngưỡng. Như vậy các bác hỏi Zalo nữa thì thua rồi. Quá rõ phải không ạ? Đấy, và mặt trước còn lại đây, bóng loáng không một vết trời là luôn. Và đến mã số đầu tiên ngày hôm nay em bán với giá rẻ, hôm bữa là 1.800.000 phải không ạ? Hôm nay 1.500.000 đồng mã số 1 Yamaha AX380. Và đến mã số 2 cũng là thương hiệu Yamaha, dòng đời cực cao mà cực mạnh. Dòng đời CT AX500. Đó, dòng đời cao công suất là 170W nha, đánh đôi loa 30 cực kỳ nhẹ. Đó, nếu mà độ lực mạnh của nó những dòng 7.8 builder thì không tuổi tác gì do với em này. Mặt phay nhôm còn quá đẹp như bên tranh vẽ. Và phía đằng sau của em đây có cầu chữ U nối, có các bác thể làm rờ ao nhá các bác nhá. Trở kháng vẫn đánh từ 6 đến 16 ohm. Những dòng đời này hôm bữa thì em bán với giá có phải không là 2.900.000 phải không ạ? Còn nguyên tem các bác này. Úi dồi ôi, tem. Đấy, 170W trở kháng 6 đến 12 ohm. Ruột gan còn đẹp tuyệt vời. Nha. Đấy. Quá đẹp phải không ạ? Sáng sủa, trắng tinh. Sử dụng những sò to đùng. To đùng nha các bác. Đấy. Đẹp chưa? Và đến với mã số 2 này em bán với giá 1.700.000 đồng thôi nha các bác nhé. Giá này là không thể nào hơn rẻ, các bác xin các bác đừng chờ săn nữa, không thể rẻ hơn được nữa rồi. Đẹp niêng keng như thế này. Đến mã số 3 từ thương hiệu Soli AV650. 650 mặt màu đen, có cốp mở ra tinh chỉnh chép bát ở phía dưới. Đấy. Kinh khủng chưa? Em này thì công suất lớn, có thể ghép vang hát vào karaoke tuyệt vời. Mặt màu đen, phay nhôm, đít đòi còn quá đẹp. Công suất 260W. Đó, trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Đó. Phong ở trên. Dòng đời này thì như các bác nào biết rồi, phải là săn. Có thể ghép vang hát karaoke được. Đó, em này ruột gan, phải để sẽ mở ra cho các bác coi chiêm ngưỡng rồi. Đít còn vàng ươm niềm gầm như thế này này. Đây, ruột gan đây. Những con tản nhiệt các bác ơi, nó đúc dày dặn và nguồn xuyến nha các bác. Nguồn xuyến. Dòng đời Soli ES thì các bác thì không phải lo. Tuyệt vời, có thể là ghép vang hát karaoke em này. Em rất là đánh giá cao những dòng mà Sony như thế này. Đấy, tản nhiệt các bác coi này, dày đúc. Đấy, các bác nói giỡn, như những cái dòng này có thể vào cạnh cái miếng nhôm để bán được bao nhiêu tiền rồi. Đấy, tụ lọc nguồn thì lớn nha các bác. Và ruột đít của em đây, sử dụng những con STK. Những dòng STK các bác thừa biết của em đó rồi đấy. Đó, STK. Và nó đánh độc lập riêng mà còn thêm Sanken ở phía bò đuôi nữa. Và mã này em bán với giá là 1.900.000 đồng nha các bác nhé. Vậy thôi, tuyệt vời phải không ạ? Đừng chờ săn nữa, không thể hơn nữa rồi các bạn ạ. Và đến mã số 3. À, số 4 đến từ thương hiệu Puller. Model VSXD912 đây, hàng thế hệ mới đây, mặt phay nhôm có cốp mở cực khủng của đến từ thương hiệu Puller. Thấy chưa ạ? Có giải mã optical mặt phay nhôm nha, bóng loáng nha. Đó. Tuyệt vời nha. Đấy, đít em nó đẹp vàng ươm luôn này các bác coi này.
Đấy, công suất em này 280W, có thể là ghép vang, hát hò, karaoke tuyệt vời nha. Và trở kháng của em nó đánh từ 6 đến 16 ôm. Đấy, quá mới luôn. Phải nói là hàng, trông như hàng đấu mạng luôn ạ. Đây, những dòng là các bác thích dòng Chronic con em là công suất lớn, nó dùng sử dụng cho con quạt tản nhiệt. Trực tiếp cho con tản nhiệt, cho con xuất nha, hai con xỏ xuất to như bàn tay, hai con to bằng hai bàn tay của em luôn. Từ bên này qua bên kia nha các bạn. Và nguồn to này. Đấy, và thế hệ mới nó như vậy đấy các bạn. Hey, rất là hiếm gặp được những dòng đời, cái dòng đời âm đi là kênh xem phim là cao cấp nha các bác, rất giá, rất là giá thành rất là cao, nhưng mà hôm nay em vẫn là đấy giá rẻ rẻ cho các bác chơi, giá cực kỳ bình dân cho các bác chơi nha. Đó, và quay ra phía đằng trước các coi này, mặt phay nhôm nhá, nhớ không phải sơn nhá, phay nhôm đời thế hệ mới. Em mới giá là hôm nay đấy giá chỉ có 2 triệu đồng thôi nhá. Đấy, hôm bữa là 2,9 triệu phải không ạ? 2 triệu đồng thôi, 2 triệu đồng mã số 4 này. Và đi mã số 5 đến từ thương hiệu đế lông cực kỳ cao cấp nữa, mặt và mặt bằng nhôm phay xước, tất cả đẹp đét đẹp, đẹp luôn như làng Trinh. Model 3500, công suất là 310W đấy, cái dòng là BD nữa nha. Đó, chỉnh là bắt chép là đầy đủ hết chứ không phải thiếu cái gì hết nha, quá đẹp luôn. Có thể ghép vang hát hò karaoke vì nó em này là công suất lớn, và phía trước và phía sau còn đẹp đẹp neng keng neng keng đấy, có giải mã các bác này. Rồi, đây đây có 310W này. Đó, trở kháng này 6 đến 16 ôm, đẹp tuyệt vời, có thể ghép vang karaoke được đấy, rất là hiếm. Và hôm nay giá cực kỳ là rẻ cho bác, nguồn khủng, nguồn to khủng cho bác này. Rồi, nguồn khủng nha, bê rất nặng nha. Rồi, rồi sò quá to nét. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nằm trong này này, ngay chỗ suốt luôn nha. Vì những dòng đời này thì các bác đã thường biết rồi, nó công suất lớn, đa số là phải có tản nhiệt trực tiếp ở phía trong đấy cả. Và đến đến mã số 5, cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay, dòng đời lớn, dòng đời cao, em cũng vẫn bán ra rẻ, bao di cho các bác 100% nhá, đít đẹp keng, ốc vàng, ốc vàng nhá, đấy, tiết đời đẹp luôn. Đó, và đến mã số cuối cùng này em bán với giá là 2.400.000 đồng mã số cuối. Em xin trân trọng cảm ơn, xin chào tạm biệt nha các bác, xin chào ạ.